nếu bạn đang có ý định mua nhà, sửa chữa hay xây dựng nhà cửa, thì không nên bỏ qua những dấu hiệu nhận biết nhà hợp phong thủy dưới đây, với mục đích duy nhất là chọn lựa. Tạo dựng một không gian sống yên bình nhất. Đây là nơi dịch chuyển qua lại của cả luồng khí tốt và xấu, vì vậy, để không làm cản trở dòng dịch chuyển tự nhiên. Khi sửa nhà hoặc chọn mua nhà, tránh để bức tường, cây lớn hoặc là các vật cản ở lối đi, đồng thời cửa ở lối đi vào cũng không được để bị rỉ sét hay xuất hiện các vết nứt vỡ. Loang lổ, hãy luôn đảm bảo một lối dẫn vào nhà xanh mát, thoáng đãng và có đủ ánh sáng. Hay ngoại thất nếu nhà ở được xây dựng gần với đường sát. Tọa lạc ngay vị trí ngã ba đường hay sở hữu sân sau dốc thì tốt nhất bạn nên nhờ các thầy phong thủy hóa giải những nguồn năng lượng xung khắc không để chúng tiến vào nhà bạn. Trong khi thiết kế xây dựng, cũng nên tham khảo ý kiến của những người am hiểu về phong thủy để được tư vấn kỹ về việc lựa chọn màu sắc nội ngoại thất, số lượng cửa sổ. Tạo chiều cao cho cửa nhà, để tạo các nguồn vượng khí cho ngôi nhà. Ba cửa chính. Một ngôi nhà có phong thủy tốt là ngôi nhà có không gian vui vẻ và đầy hứng thú ngay tại cửa ra vào. Nếu không thì khi xây dựng nhà ở, nên tạo một hàng hiên thoáng mát phía trước cửa, nhằm cung cấp nguồn sáng đầy đủ và đừng quên sự hiện diện của một tấm thảm với gam màu tạo sự hài hòa, để tạo cảm giác hân hoan chào đón. Đối với không gian sau ngưỡng cửa trong nhà, tuyệt đối không xây nhà vệ sinh đối diện, không treo gương thẳng hàng với cửa chính và không tạo chân cầu thang đối diện với cửa. Bên cạnh đó, một ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ không bao gồm các khung cửa sổ đối diện với cửa ra vào, khiến thất thoát nguồn vượng khí. Nên tạo một không gian mở để đón tiếp mọi người với một bình hoa bài trí ngay trên kệ gần với cửa ra vào hoặc là một bức tranh phong cảnh tươi vui để tạo sự rộng thoáng cho không gian. 4. Nguồn khí. Với nguồn khí thì cần đảm bảo đối lưu liên tục, có nghĩa là không bị ứ động hoặc ngăn cản bởi sự lộn xộn của đồ đạc. Nếu muốn mang lại nguồn vượng khí tốt cho ngôi nhà thì gia chủ nên đảm bảo một không gian thoáng đãng, thơm tho và đầy đủ ánh sáng, thông qua sự xuất hiện của hòn non bộ, bể cá mini, các lọ hoa, tinh dầu tự nhiên. 5. Tam hợp. Chất lượng phong thủy của một ngôi nhà phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố tam hợp của các không gian chức năng là phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp. Hãy đảm bảo là việc bố trí phù hợp phong thủy được tiến hành đồng thời trên cả ba không gian này, vì chỉ cần một trong số đó bài trí không hợp phong thủy thì toàn bộ ngôi nhà sẽ bị kìm hãm sự phát triển.